Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ăn dày các chuyến bay giải cứu, 4 cán bộ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam bị bắt. Bà Nguyễn Thị Hiệu Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, cùng với 3 cán bộ lãnh đạo của Cục này bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt giữ về hành vi nhận hối lộ khi đưa công dân về nước. Theo báo Tuổi Trẻ, thì Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, cho biết ngày 27 tháng Giêng, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 lãnh đạo cán bộ thuộc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo quyết định Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Các bị can gồm có Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục trưởng, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng của Cục và Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ công dân của Cục này. Báo VN Express hôm 28 tháng Giêng tường thuật, theo ông Sô thì các bị can này bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi mà xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an Cộng sản Việt Nam công bố. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày cho hay, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã tống đạt quyết định và sẽ tống đạt đến các bị can theo đúng quy định của pháp luật. Báo Tuổi Trẻ đưa tin Trung tướng Tô Ân Sô cho biết Cơ quan An ninh Điều tra đang mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các bị can. Trước đó, theo báo Thế giới và Việt Nam hôm 19 tháng Giêng, Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan có buổi gặp để trao giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Aurelia Paulablada, tổng lãnh sự mới của Cộng hòa Cuba tại thành phố Sài Gòn. Theo báo Thanh Niên, thì trong năm 2021, dư luận nhiều lần lên tiếng về việc công dân từ nước ngoài muốn về nước phải mua vé với giá rất đắt, phải nói là cắt cổ. Hôm 20 tháng Giêng, trả lời câu hỏi về các báo chí về việc Việt Nam về người Việt Nam về nước theo chuyến bay giải cứu phải mua vé đắt và thủ tục rườm rà, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Báo Thanh Niên dẫn lời của bà Lê Thị Thu Hằng khuyến cáo để tránh công dân bị lừa đảo, bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân không liên hệ với những cá nhân, tổ chức và những trang thông tin không rõ danh tính và không chính thống, không làm việc qua bất cứ hình thức môi giới trung gian nào. Quan điểm của chúng tôi là rất rõ ràng và những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án và trừng trị một cách nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, báo Tuổi Trẻ dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết, đầu tháng 12 năm 2021, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và các cơ quan chức năng trong và ngoài nước đã tổ chức hơn 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu, một chuyên gia độc lập trong lĩnh vực chính sách và quyền con người tại Việt Nam, viết trên trang Facebook cá nhân: "Ai quen mình đều biết rằng mình thường không bày tỏ nhiều sự ủng hộ khi mà một ai đó bị bắt, nhưng lần này thì mình không thể giấu được cảm xúc hả hê khi biết tin này. Trước khi đi nước ngoài vào giữa mùa dịch, mình thường không để ý lắm về các chuyến bay mang danh giải cứu. Tuy biết rằng chắc chắn phải có ăn hối lộ ở trong đó, nhưng chỉ đến khi sang Mỹ và chứng kiến một thị trường sôi nổi xuất máy bay giải cứu, mình mới thấy mắc nghẹn với các hành động này. Một suất bay giải cứu lúc đó đều có giá của nó và thường là ở trên trời và chỉ để được vào danh sách. Sau đó thì người ta đã phải trả thêm các chi phí của hãng bay. Các chuyến bay giải cứu vốn dĩ mang màu sắc nhân đạo và ngạo nghễ Việt Nam, lúc đầu dần trở thành những cơ hội cho nhiều cán bộ Cộng sản Việt Nam làm ăn buôn bán và nhiều lúc công khai.
Không phủ nhận chuyến bay góp phần đưa rất nhiều trường hợp khó khăn về nước và tận tụy của lực lượng bộ đội cách ly người về cũng là làm nguôi ngoai phần nào cho các công dân trở về. Nhưng cũng có vô số những trường hợp bị bỏ lại ở phía sau, nhường chỗ cho những người có quen biết hơn, giàu có hơn và chưa chắc cần thiết hơn. Kết quả là một số lượng suất bay đã rơi vào tay người có tiền và người có quan hệ, nhóm đặc quyền đặc lợi. Còn voi ở trong phòng, người ta tố cáo trên các trang mạng nhưng đâu thì vẫn hoàn đấy, và lâu dần thì nó thành luật bất thành văn, và sự độc quyền giữa mùa dịch khiến cho người ta chấp nhận đó là một cái giá để về nhà. Facebook Lê Nguyễn Duy Hậu viết. Hậu quả, mình từng cố gắng giúp một người bạn của mình kẹt ở Philippines hơn một năm. Bạn này đăng ký chuyến bay giải cứu không dưới 10 lần và chuyến đi học ngắn này thành một cuộc lưu vong hơn năm trời. Và kết quả là mình không giúp được và bạn phải vay số tiền lớn để trả cho một công ty nọ đảm bảo một suất trên chuyến bay giải cứu. Một tuần sau khi thanh toán, bạn có tên trong danh sách được giải cứu và sự trùng hợp khiến cho bạn chua chát thốt lên rằng hóa ra giải cứu là như thế, vẫn theo Facebook Lê Nguyễn Duy Hậu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam tưởng niệm anh hùng liệt sĩ chống giặc Trung Cộng xâm lược. Chiều 24 Tết, Thủ tướng nửa miệng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống giặc Trung Quốc xâm lược ở biên giới. Tin tức cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tại khu tưởng niệm của các anh hùng liệt sĩ Bò Hèn, thăm chúc Tết tặng quà công nhân lao động, lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đồng bào dân tộc hộ nghèo ở vùng biên cương này của Tổ quốc. Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bò Hèn ở xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nơi đây, ngày 17 tháng 2 năm 1979, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 209, nay là đồn biên phòng Pò Hèn, bộ đội biên phòng Quảng Ninh và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp Móng Cái đã ngoan cường chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trước giặc xâm lược đến từ Trung Quốc. Ở đài tưởng niệm có hai tấm bia. Tấm bia thứ nhất ghi tên 45 cán bộ chiến sĩ biên phòng đã hy sinh tại đồn vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979. Còn tấm bia thứ hai ghi tên 13 chiến sĩ hy sinh trong các giai đoạn từ 15 tháng 2 năm 1980 và người hy sinh cuối cùng là tại biên giới Pò Hèn ngày 25 tháng 6 năm 1991. Cùng với 28 liệt sĩ gồm có nữ liệt sĩ duy nhất Hoàng Thị Hồng Chiêm và 27 công nhân lâm trường cùng hy sinh ngày 17 tháng 2 năm 1979. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt đó thì có một lời hẹn ước của đôi trai gái đã không thành hiện thực. Đó là chuyện tình của liệt sĩ Bùi Văn Lượng, chiến sĩ biên phòng đồn Bò Hèn và nữ liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm. Ông Bùi Văn Huy, anh trai của liệt sĩ Bùi Văn Lượng kể lại, em trai ông và cô nữ mậu dịch viên yêu nhau hơn một năm. Vào dịp Tết Nguyên đán 1979 trước trận đánh ngày 17 tháng 2, Lượng dẫn Chiêm về quê ăn Tết, nói với gia đình ra riêng sẽ xin cưới. Vào buổi sáng định mệnh đó, cô mậu dịch viên Hoàng Thị Hồng Chiêm nhận lệnh của chỉ huy lên cửa hàng cũ ở Bò Hèn dọn dẹp một số hàng rồi rút về tuyến sau. Tiện dịp cô ghé thăm người yêu. Khi thấy tình hình chiến sự ác liệt, cô đã xin được ở lại chiến đấu cùng. Và đám cưới chưa kịp đến thì cả hai đã anh dũng hy sinh. Năm ấy, Hoàng Thị Hồng Chiêm 25 tuổi, còn chiến sĩ biên phòng Bùi Văn Lượng 26 tuổi. Phải đến 38 năm sau, vào tháng 8 năm 2017, gia đình của hai liệt sĩ Lượng Chiêm mới gặp lại nhau và cùng đồng đội cũ tổ chức lễ cưới đặc biệt với hành trình rước dâu Hạ Long Móng Cái. Nghi thức cho đám cưới đặc biệt này cũng đầy đủ như là bao đám cưới khác trước sự chứng kiến của họ hàng, bạn bè và những đồng đội cũ của hai bên. Chỉ có điều đặc biệt là hai họ đón dâu rể là đón nhận hai tấm ảnh chân dung của hai liệt sĩ. Gia đình nhà trai đem lễ và ảnh liệt sĩ
lượng từ Hạ Long Móng Cái. Xin dâu xong, nhà trai gửi lại nhà gái ảnh của liệt sĩ Lượng và rước ảnh chân dung của liệt sĩ Chiêm về Hạ Long. Tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã được khắc ghi tại nơi này để lưu truyền cho mãi đến đời sau. Như đôi câu đối khắc ghi ở trong khu tưởng niệm, anh hùng tuy khuất mảnh gương sử sách vẫn còn nguyên, dân tộc dõi truyền bia miệng công ơn khôn xiết kể, và truyền thống muôn đời tạc tâm can công đức nghìn năm ghi bia đá. Và phải đến cái dỗ chung lần thứ 43 này thì nếu như mà không lầm, đây là lần đầu tiên mới có một lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ Cộng sản Việt Nam đến thắp một cây nhang cùng với trái cây cho tưởng niệm linh anh những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến chống giặc Trung Quốc xâm lược ở Pò Hèn. Lịch sử chưa ghi nhận danh tánh một tổng bí thư nào trong suốt 43 năm qua đã cúi đầu trước tại đài tưởng niệm người lính Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trước giặc Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Việt Á giới xã hội dân sự yêu cầu cần phải cải cách chính trị để chống lũng đoạn nhà nước. 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập đã ra tuyên bố kêu gọi xử lý triệt để vụ công ty Việt Á bán bộ xét nghiệm COVID-19 với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực và yêu cầu cải cách thể chế chính trị để chống lũng đoạn nhà nước. Hôm 27 tháng Giêng, một nhóm các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đồng loạt thảo tuyên bố mang tên Tuyên bố về vụ đại án Việt Á. Nội dung xoay quanh sự việc được dư luận của cả nước quan tâm về vấn đề công ty do ông Phan Quốc Việt đứng đầu giả mạo tự sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 và sau đó đã bán với giá cao cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cả nước và đưa lại quả cho người đứng đầu các cơ quan này. Khi mà trả lời phóng viên, ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lý Hữu Đằng, một trong 6 tổ chức khởi xướng, cho biết nguyên nhân cho ra đời của tuyên bố này. Sở dĩ mà các tổ chức xã hội dân sự ra cái tuyên bố này, tức là đây là một vụ án mà cái tính chất vụ án đã trở thành cái chuyện lũng đoạn toàn bộ nhà nước rồi, chứ không còn là vấn đề đơn lẻ ở tỉnh này hay là tỉnh kia, ở bộ phận này hay là bộ phận khác, mà nó trở thành một cái sự cấu kết của gần như cả hệ thống. Và chính cái lũng đoạn nhà nước ấy nó sẽ là một cái nguy cơ dẫn đến cái chuyện suy vong của đất nước, mà trước đó nó là một cái tội ác không thể nào tha thứ được, và cho đến nay thì các tổ chức xã hội dân sự phải lên tiếng. Các tổ chức đồng ký tên vào tuyên bố này và nhận định vụ án liên quan đến công ty Việt Á có tính chất lợi dụng thảm họa để làm giàu bất chính và kết luận đây là hành vi bán nước và diệt chủng. Nguyên do dẫn đến tình trạng này theo như một số những tổ chức khởi xướng tuyên bố là nằm ở thể chế chính trị độc tài toàn trị do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu, dẫn đến việc bộ máy nhà nước bị hư hỏng và trở nên tha hóa. Về vai trò của thể chế chính trị trong việc tạo ra lũng đoạn nhà nước, ông Lê Thân nói: "Chúng tôi xác định rằng chính cái cơ chế này, cái thể chế này có hai vấn đề. Thứ nhất là độc tài toàn trị, thứ hai là không nghe phản biện. Chính hai cái này đã dẫn đến chuyện thứ nhất là làm hư con người. Vì con người anh chọn nên không phải là con người tốt, mà nếu là con người tốt thì cũng không thể hợp tác được. Và thứ hai là cơ chế. Cách điều hành này thì dẫn đến hết sai lầm này đến sai lầm khác. Để xử lý dứt điểm vụ Việt Á cũng như là tình trạng lũng đoạn nhà nước, nhóm các tổ chức xã hội dân sự đã đưa ra 5 yêu cầu, trong đó tập trung vào việc xử lý nghiêm minh vụ đại án và cải cách thể chế chính trị. Ở đây người ta muốn thay đổi cái cơ chế là muốn giải quyết tận gốc cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân đã tạo ra cái tình hình hiện tại. Mà chính cái vụ Việt Á nó là cái biểu hiện rõ nhất về cái cơ chế, cái thể chế hiện nay." Chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đằng cho hay, từ Cộng hòa Liên bang Đức, Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, bình luận về sự kiện các tổ chức xã hội dân sự trong nước ra tuyên bố kêu gọi thay đổi thể chế chính trị để giải quyết tình trạng lũng đoạn nhà nước. Đứng trước thực trạng của đất nước là cái vụ tham nhũng này nó quá lớn, mà như cái bình luận ở trong kiến nghị thì tôi nói đây là đại án và nó mang tính chất diệt chủng đối với người dân Việt Nam, thì tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm như vậy.
và việc các tổ chức xã hội dân sự làm kiến nghị lên chính quyền yêu cầu phải xử lý một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, không có vùng cấm. Đối với những người mà đã liên quan đến vụ đại án Việt Á này thì tôi cho rằng đó là một cái kiến nghị đúng đắn ở lúc này. Tuy nhiên, nhà hoạt động kỳ cựu này lại cho rằng triển vọng để cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện cải cách thể chế chính trị nhằm giải quyết vấn nạn tham nhũng là không cao, ông nói. Bởi vì đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì ngay từ khi họ cướp chính quyền cho đến tận bây giờ, họ luôn coi cái việc cải cách thể chế chính trị, tức là phải chấp nhận Đảng viên là Đảng, sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính họ. Cho nên mọi cái sự thay đổi về pháp luật hay kinh tế hay một số phương diện xã hội thì họ có thể chấp nhận. Nhưng mà riêng về khía cạnh chính trị thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thay đổi đó. Trước đó, hôm 16 tháng Giêng, kênh truyền hình của Thông tấn xã Việt Nam cho phát chương trình nhận diện với tiêu đề "Đập tan các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước xung quanh vụ án Việt Á". Trong đó thì phủ nhận tham nhũng là vấn đề mang tính thể chế ở Việt Nam và cáo buộc những cá nhân và tổ chức quy trách nhiệm cho Đảng Cộng sản trong việc để xảy ra tham nhũng là xuyên tạc, bôi nhọ và bịa đặt nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Quốc hội Cộng sản Việt Nam họp phiên bất thường đầu năm 2022 đã thông qua nhiều dự luật, trong đó thì có luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đề nghị của chính phủ giảm 3% thuế với xe hơi chạy điện trong vòng 5 năm, nghị quyết này bị các nhà quan sát thời cuộc nhìn nhận ra Cộng sản Việt Nam chính thức hợp thức hóa tham nhũng chính sách và dư luận đang bàn tán xôn xao nhiều trường hợp các đại gia đỏ đang nương theo đà này để chuyển tài sản ra ngoài. Và nếu là người của phe ta thì mọi việc diễn ra đúng quy trình, êm thắm, kẻ chân trong chân ngoài thì mới dục dịch đã bị hỏi thăm ngay. Nhưng mọi vi phạm rồi ra cũng đâu vào đó thôi. Từ lời tuyên bố hôm 11 tháng 4 2014 của Chủ tịch Quốc hội lúc bấy giờ là Nguyễn Sinh Hùng, được các báo nhà nước thuật nguyên văn, Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân phải chịu chứ kỷ luật ai, do cho đến nay thì cách nói phủi tay đó vẫn được Cộng sản Việt Nam coi là khuôn mẫu. Đương nhiên thì áp dụng như luật bất thành văn trong sinh hoạt làm luật của Quốc hội, rửa tay sau khi quyết định sai lầm. Hàng chục năm qua, Cộng sản Việt Nam tạo điều kiện cho ưu đãi rất lớn cho đại tập đoàn Vingroup từ hồi thành lập. Theo tài liệu của luật sư Lê Quốc Quân, Vingroup không chỉ nắm giữ các mảnh đất vàng nơi đô thị mà cả những vùng bờ sôi ruộng mật của nông dân và từng mảng rừng quốc gia rộng lớn đã nằm gọn trong tay Vingroup, ví dụ như là Safari Phú Quốc, rừng Đước Cần Giờ Sài Gòn, hoặc khu đất đai bao la mà Vinico đang giữ làm nông nghiệp ở Tam Đảo. Toàn những vị trí vô cùng đắc địa cho tương lai và ảnh hưởng lớn đến môi trường của đất nước. Tập đoàn tư bản đỏ Vingroup trong vai trò sân sau của chế độ độc quyền cộng sản tuyệt đối trong mọi lĩnh vực, tận dụng cơ hội bất bình đẳng về việc tiếp cận nguồn lực quốc gia và đã trở nên giàu có, đang tìm nơi ổn định ở các quốc gia phát triển để chuyển dần tài sản khỏi Việt Nam. Ngày 19 tháng Giêng năm 2015, với tên mới VinFast Singapore Pte Limited, di chuyển trụ sở chính Singapore để được hưởng quy chế công ty đa quốc với thuế lợi tức Singapore chỉ 17%, còn ở Việt Nam là 22%. Hội đồng cổ đông quyết định chuyển dịch một số vốn lớn của tập đoàn Vingroup là 12.425.941 cổ phần và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam 8.074.059 cổ phần sang công ty ở Singapore chuẩn bị cho hoạt động của công ty sau này. Tuấn Khanh Blog có bài 1.077 chữ với tựa đề VinFast bị phát hiện bịa tin để lừa người dân Việt Nam. Trong đó thì nhạc sĩ Tuấn Khanh lật tẩy báo nhà nước, ra sức quảng bá cho sự thu hút kỳ diệu của xe điện VinFast đang bị chúng vạch trần và chia sẻ ở khắp nơi. Dư luận còn đặt ra rất nhiều nghi vấn trong cung cách dịch chuyển tài sản và điều khoản của tập đoàn VinFast với nhiều thông tin lừa đảo và được báo nhà nước đưa ra để đánh bóng tên tuổi VinFast. Trong mưu toan chuyển dịch nguồn vốn ra nước ngoài dựa vào quyền lực, trong đó thì không loại trừ nghi vấn có rửa tiền cho quan chức chóp bu Cộng sản Việt Nam.
Tại hội nghị về khí hậu COP26 Glasgow, Scotland hôm 4 tháng 11 năm 2021, Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng 0% vào năm 2050. Trong khi đó thì Cộng sản Việt Nam hiện có tổng lượng phát thải khí nhà kính hàng năm lớn thứ 21 trên thế giới và đứng thứ 2 trong các khối ASEAN. Lấy cớ đáp ứng mục tiêu hội nghị COP26 ở Scotland làm giảm khí hậu thải, giảm khí thải nhà kính và khuyến khích toàn dân hưởng ứng chương trình tiêu dùng xanh làm sạch địa cầu, Cộng sản Việt Nam đã đưa ra luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua ngày 12 tháng Giêng năm 2022, giảm 3% đến 5% trong vòng 5 năm dành ưu đãi cho xe hơi chạy bằng điện hay là pin. Lại trùng với cách không thể giải thích khác với việc VinFast, hãng sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup tuyên bố chuyển hẳn sang mảng ô tô điện từ năm 2022, do các hãng xe điện nước ngoài như là Tesla khó thâm nhập thị trường nội địa do chưa có cơ sở hạ tầng. Sửa đổi này giúp cho VinFast một mình một chợ thống trị thị trường ô tô điện tại Việt Nam. Sự kiện này làm cho giới quan sát thời cuộc xác tín rằng Cộng sản Việt Nam đang hợp thức hóa tham nhũng chính sách mà chỉ những tập đoàn được lựa chọn kinh doanh có lợi cho đảng cầm quyền thì mới hưởng được các ân huệ do âm mưu này mang lại, ngoài ra thì sẽ bị cho vào rọ. Nghiên cứu sinh Khắc Giang, ngành khoa học chính trị tại Đại học Victoria tại Wellington, New Zealand, trong một bài viết với tựa đề Việt Nam kỳ họp quốc hội bất thường và tham nhũng chính sách được BBC đăng tải hôm 12 tháng Giêng 2022 vừa qua, đưa ra nhận xét không có sự cao đẹp nào là miễn phí. Nếu tính theo kế hoạch bán xe điện của Vingroup trong năm 2022 khoảng 9.500 xe thì nhà nước sẽ thất thu khoảng 684 tỷ đồng nếu không áp dụng mức thuế hiện hành cho các loại ô tô khác là 15%. Như thế đủ cho thấy Cộng sản Việt Nam sẵn sàng để thất thu 684 tỷ đồng tiền thuế mà đạt được mục tiêu bồi đắp cho sân sau và chuyển tiền ra bên ngoài qua đại tập đoàn VinFast an toàn, hợp pháp với quy trình được Quốc hội toàn đảng viên bỏ phiếu thông qua. Tham nhũng chính sách không dễ nhận diện như là tham nhũng hay tham ô bình thường, và vụ làm ăn lừa đảo toàn quốc của công ty Việt Á mới lộ ra đây, dù được che đậy trong thời gian dài 2 năm ở nhiều cấp chính quyền, chỉ là mặt trên của cả tảng băng chìm. Vụ Việt Á bị lộ ra cho đến nay chỉ là một phần của sự việc. Nếu nội tình Cộng sản Việt Nam mà cả trả giá với nhau xong xuôi thì có thể nội vụ chỉ là đầu voi đuôi chuột. Còn tham nhũng chính sách được cả chế độ chủ trương theo đuổi, bao che nên tinh vi và nguy hiểm hơn và tác động lớn nghiêm trọng hơn, bởi vì nó hợp pháp hóa các việc làm tham nhũng bằng các nghị quyết lập pháp, sau đó thì các văn bản lập quy và đúng quy cách nhằm hỗ trợ cho sân sau của Cộng sản Việt Nam, thì đương nhiên hợp với luật bất thành văn năm 2014 cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng công bố. Mới đây thì một biến cố khác xảy ra, cháy túi hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà công ty FLC của Trịnh Văn Quyết bán ra 75 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng Giêng vừa qua. Dịch vụ bán chui cổ phiếu giá trị đến 1.650 tỷ đồng đã bị Ủy ban chứng khoán ra lệnh hủy bỏ. Một ngày sau, 11 tháng Giêng, Bộ Tài chính ra lệnh phong tỏa tài khoản chứng khoán của Quyết Coi để rà soát giao dịch đối ứng. Tài liệu trên Bách khoa Toàn thư mở ghi rằng, tính đến 31 tháng 12 năm 2019 với giá trị cổ phần nắm giữ tại nhiều doanh nghiệp như là FLC, GAP, Bamboo Airways và FLC Homes, tổng tài sản vốn hóa của Trịnh Văn Quyết ước trên 20,5 tỷ nghìn tỷ đồng và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thị trường chứng khoán tại Việt Nam 2019. Công ty FLC không phải là trường hợp bán chui duy nhất, và từ trước đến nay thì theo lời phát biểu của một người theo dõi chứng khoán xin được giấu tên thì nhiều vụ bán chui cổ phiếu đã diễn ra một cách chót lọt. Một phần vì pháp luật hiện hành chỉ cho phép các cơ quan chức năng đưa ra mức phạt tối đa là 1,5 tỷ Việt Nam đồng, trong khi thì lợi nhuận từ việc bán chui cổ phiếu như là lần này có thể lên đến hàng trăm tỷ, do việc nộp phạt sẽ không thấm vào đâu, thế nên người ta sẽ sẵn sàng vi phạm.
Ngoài số tiền có thể bị phạt như vừa nói, ông Trịnh Văn Quyết có thể bị xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn từ 3 đến 5 tháng. Ông Trịnh Văn Quyết, FLC định chuồn êm theo chân ông Vượng VinFast, nhưng việc chưa thành chắc phải có lý do. Nguyễn Văn Đài Blogs trong bài viết Trịnh Văn Quyết FLC phạm tội gì khi mà bán chui cổ phiếu, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho thấy dư luận xã hội và giới đầu tư không hài lòng với các quy định xử lý về mặt hành chính đối với Trịnh Văn Quyết, bởi đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Văn Quyết vi phạm bán chui cổ phiếu. Trước đó, năm 2017, Trịnh Văn Quyết đã vi phạm bán chui 57 triệu cổ phiếu FLC, thu về hơn 400 tỷ đồng nhưng chỉ bị phạt 65 triệu đồng. Dư luận nhà đầu tư cho rằng mức phạt trên là quá nhẹ, khiến cho giới đầu tư chứng khoán bất bình và họ cho rằng hành động này đã lừa gạt nhà đầu tư, khiến cho hàng ngàn người bị thua lỗ. Luật sư Lê Quốc Quân từ Hà Nội trong bài viết với tựa đề chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, lòng tự hào bị đánh cắp, được đăng trên báo VOA hôm 13 tháng 12 2021. Có lời kết, điều tôi lo ngại hơn là theo chân Vingroup sẽ có bao nhiêu công ty tiếp tục tận dụng chính sách của Cộng sản Việt Nam để trở nên giàu có rồi chuyển sang quốc tịch mới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất. Và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.